Quý khán giả thân mến, rạng sáng nay tại trung tâm thương mại BKMS, các vận động viên tham dự giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023 cúp BWSE bước vào chặng thi đấu thứ hai. Chặng thi đấu thứ hai của BWSE Cup 2023 lộ trình từ thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đi huyện Hấn Quảng tỉnh Bình Phước rồi trở lại thành phố Thủ Dầu Một với cự ly thi đấu 140 km. Đây là chặng thi đấu dài nhất của giải nên các đội mạnh đang tranh chấp các danh hiệu đều luôn kèm chặt nhau. Ekip thành phố Hồ Chí Minh Vinama đã nỗ lực để tấn công thoát đi và giành được hai giải nhất điểm thưởng dọc đường của Nguyễn Lưu Cẩm Tú và Nguyễn Thị Yến Nhi. Bất chấp nỗ lực của thành phố Hồ Chí Minh Vinama cùng các đội đua khác, ekip khách mời tuyển Thái Lan thể hiện rõ sức mạnh khi liên tục kéo top đông bắt lại các tay đua bứt tốc ra đi và đưa đoàn đua về đích cùng nhau. Tay đua Medaphan Sotatip Thái Lan rút thắng Bùi Thị Quỳnh tuyển BWSE Bình Dương ngay tại đích đến để về nhất với thành tích 3 giờ 45 phút 6 giây, tốc độ trung bình 36,784 km/h và tiếp tục bảo vệ danh hiệu áo vàng cũng như áo xanh sau hai chặng. Xếp hạng 3 đến hạng 5 lần lượt là Nguyễn Thị Thi tập đoàn Lộc Trời, Binti Sare Malaysia và Nguyễn Thị Thu Mai tập đoàn Lộc Trời. Với thành tích này, ekip tập đoàn Lộc Trời giữ vững ngôi đầu tổng sắp đồng đội, tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh Vinama và tuyển Malaysia. Sáng ngày 10 tháng 3, đoàn đua thi đấu chặng 3 từ huyện Thống Nhất Đồng Nai đi thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng với cự ly 120 km với thử thách là hai ngọn đèo, đèo Chuối và đèo Bảo Lộc.